Trước hết phải nói rằng là về chức năng ấy, thì thành phố để tổ chức giao thông trên các cái hệ thống đường rồi cái kế hoạch tầng của đô thị, cho nên là cái thẩm quyền chức năng của ủy ban thành phố Hà Nội, và chắc chắn là Sở Giao thông Vận tải sẽ là những người giúp cho thành phố làm công tác này hoặc là được phân cấp làm. Thứ hai nữa là phải quan niệm là loại hình Grab taxi với Uber taxi chính là loại hình vận tải, là cái ô tô nó thì chạy trên đường thì có những tuyến phố họ cấm, thì chúng tôi mới nói là công bằng, ta cũng đặt vấn đề là phải công bằng giữa các loại phương tiện. Đây là cấm vì là cấm taxi thì có thể cấm bao giờ, thì cái Grab cái Uber nó là cái xe vận tải khách, thì tôi xác định từ xưa giờ tôi chưa bao giờ nói là đấy là một loại vận tải khách, và họ kết nối bằng các phương thức là điện tử như là bằng công nghệ thôi, chứ chúng tôi vẫn cấp là họ cấp là cấp cho các đơn vị vận tải, chứ không phải cấp là cho cái người mà cấp cái phần mềm cái từ trước giờ vẫn cứ quản lý theo những cái trần và hợp đồng này, hợp đồng dân sự. Như vậy thì không phân biệt đối xử xe này với xe kia, vì xe trên đường ấy, cho tổ chức giao thông thành phố thấy cần cấm vào giờ này và cấm giờ kia, nó là việc của thành phố, và để phù hợp với chuyện tổ chức giao thông để cho được thông thoáng và lưu thông giao thông. Thì quan điểm của tôi là ủng hộ cái việc tổ chức giao thông hợp lý. Đấy là cái chứ còn có thể đó là mùa này có thể giờ này họ cấm, giờ kia mở, cái đấy tạm thấy ở trên đường.